Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu cùng đi du lịch nước ngoài dịp Valentine. Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vướng tin đồn tái hợp khi cùng có mặt tại Iceland trong dịp Valentine 2019. Hôm ngày 14 tháng 2, trên Instagram, Bảo Anh chia sẻ những hình ảnh chụp ở dòng sông băng tại Iceland. Nữ ca sĩ đang có chuyến đi nghỉ trong dịp đầu năm mới trước khi bắt đầu lịch diễn ở Mỹ. Hồi nhỏ nghe anh đàn trường hát bài Dòng sông băng, bây giờ mới biết Dòng sông băng là như này đây. Chắc tác giả lúc đó qua Iceland chơi xong viết bài này. Cô viết, trùng hợp rạng sáng ngày 15 tháng 2, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng check in ở địa điểm du lịch nổi tiếng này, đầm sông băng, anh chú thích. Sự trùng hợp đặc biệt gây được sự chú ý trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cư dân mạng còn nhận ra sự tương đồng về góc ảnh và cách tạo dáng giữa các hình ảnh do Bảo Anh cùng Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Có lẽ nào anh chị đã quay lại với nhau và con tim đã vui trở lại. Yêu nhau đi một vòng quay về bên nhau. Giống chỗ chị Bảo Anh đi, đang hẹn hò Bảo Anh chắc luôn. Những bình luận trên Instagram của Hồ Quang Hiếu. Ở trang cá nhân của Bảo Anh, nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về khả năng hai nghệ sĩ du lịch ở Iceland dịp Valentine. Stylist Ken Binley lấp lửng, biết đi với ai luôn. Trong khi đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng động viên Bảo Anh khi cô than lạnh, có người yêu đi chung mà lạnh gì. Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vướng nghi vấn tình cảm từ tháng 1 năm 2015, tuy nhiên đến tháng 10 năm 2016, hai người mới thôi che giấu tình cảm và xác nhận đang yêu nhau. Nữ ca sĩ Anh Muốn Em Sống Sao tâm sự tình cảm giữa họ phát triển dần sau những lần đi diễn chung ở nước ngoài. Họ chia tay vào tháng 10 năm 2017. Tin đồn Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu tái hợp lan truyền từ tháng 9 năm 2018. Theo đó, hai người được cho là thường xuất hiện bên nhau trong một số buổi gặp riêng với bạn bè, đi diễn chung ở nước ngoài. Hồi cuối tháng 1, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh cùng ghi hình chương trình Sóng Xuân 19 với MC Trấn Thành. Ở phần giao lưu, Trấn Thành hỏi nữ ca sĩ, năm nay có ai yêu thương em chưa? Bảo Anh liền trả lời, anh có ai giới thiệu em với? Đến đây, Trấn Thành hài hước chúc em tình duyên viên mãn, biết đâu có người mới đến bên em như anh Đức, hoặc biết đâu người cũ Hồ Quang Hiếu sẽ trở về. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.